Tử vi tuổi Mùi 6 tháng đầu năm 2021, xung thái tuế kích phát suy nghĩ kỳ quái, lợi bất cập hại. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời khắc sang năm mới, ai cũng chúc cho mọi người được an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Có lẽ câu chúc mừng này sẽ không phù hợp với những người tuổi Mùi, bởi trong năm 2020 đã phạm hại thái tuế, khiến vận trình trong năm của bản mệnh có nhiều biến đổi. Sự nghiệp, tài lộc của con giáp đã gặp nhiều khó khăn, thậm chí là đình trệ trong một thời gian. Sang năm 2021, tuổi Mùi vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của thái tuế, vận hạn do thái tuế đã bám giết từ năm này sang năm khác, vừa thoát được kiếp này thì lại gặp phải vận hạn khác. Vận trình của những người tuổi Mùi trong năm mới vô cùng biến động. Vậy đứng trước sức ép lớn, người tuổi Mùi sẽ gặp phải khó khăn gì? Cuộc sống của tuổi Mùi trong 6 tháng đầu năm sẽ có thay đổi như thế nào? Liệu có điều tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Mùi trong 6 tháng đầu năm 2021. Năm 2021 đối mặt với xung thái tuế, vận khí của mệnh chủ tuổi Mùi biến động mạnh, hùng vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà dễ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến phương diện, cuộc sống của bản mệnh đều bị chi phối ít nhiều, đặc biệt là thời điểm nửa đầu năm. Cho nên để có thể hóa giải vận hạn và vận dụng thể Cho nên, để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Công việc khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều trong khi tiểu nhân lại vượng. Người tuổi Mùi có một khoảng thời gian dài vất vả, nhiều lo toan, tự làm tự ăn, không trông chờ vào may rủi. May mắn tỷ kiến xuất hiện mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân, cộng thêm tuế phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu bản mệnh biết vận dụng tốt, tuổi Mùi vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần chấp nhận đánh đổi. Hơn nữa, trong thời gian này, cần có thực thần thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có số hưởng, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon, phần lạ. Có điều, bản mệnh cần chú ý đề phòng đại hao chủ, hao tán tiền của hoành hành. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Gia đạo thời điểm này cũng có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần thời gian để sẻ chia và bồi đắp nhiều hơn. Người độc thân thì có vận đào hoa kém sắc, sẽ bị vết thương lòng do cách ly, chia cách. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Mùi trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Tử vi 6 tháng đầu năm Tân Sửu cho thấy, đối đầu trực diện với thái tuế khiến tâm tính của tuổi Mùi kích động mạnh, hay nóng vội, có gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Thiên hương hung tinh còn khiến bản mệnh nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, như thể muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt từ bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo, tâm linh. Hơn nữa, bản mệnh khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Ở nhà thì xung đột với cha mẹ, phối ngẫu, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều trông gai. May mắn, bản mệnh được tỷ kiên mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực của bản thân. Cộng thêm tuế phá còn khơi dậy ham vọng và chiến đấu mạnh mẽ. Nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng bản mệnh nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt,
cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Chính vì vậy, để có thể tăng may mắn và kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời khi mang bên mình vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, tài lộc, tiền bạc. Lộ trình cầu tài tháng đầu năm của tuổi Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Xung thái tuế mang theo hung hiểm và xui xẻo, kiếm tiền khó khăn hơn trước, tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng, lại có đại hao hung tinh, chủ hao tán tiền của hoành hành. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Những người làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của đại hao. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ bị phá tài, hao tổn tiền bạc do ít vận may về thứ tài. Đa phần đều phải tự làm, tự ăn, không trông chờ may rủi. Nói như vậy không có nghĩa là tài vận thời gian này của tuổi Mùi quá ảm đạm, bởi vẫn có những thời điểm bản mệnh sẽ được thực thần chiếu cố, tạo cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Nhưng chỉ những ai chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Trái lại, người lười nhác, thiếu kế hoạch cũng như mục tiêu tài chính rõ ràng hoặc tiêu xài lãng phí chỉ để thỏa mãn, hưởng thụ bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn tiền đổ về túi người khác. Vậy nên để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời điểm này, thầy phong thủy khuyên người tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ, bản mệnh trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc được hanh thông, thuận lợi và thành công, áp lực kinh tế sẽ giảm bớt. Thứ ba, tình cảm gia đạo. Chịu tác động mạnh của thái tuế 2021, tình cảm của những người tuổi Mùi xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Rất cần thời gian để chia sẻ và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp, đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, gia đạo mới sớm được yên ổn. Việc sinh con trong thời gian này cũng cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm rồi dẫn tới cãi vã. Người độc thân trong thời điểm này, đào hoa cũng kém sắc, lại có thiên hư kích phát những suy nghĩ kỳ quái. Dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra những yêu cầu quá cao. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời với những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi 6 tháng đầu năm 2021 về phương diện sức khỏe có hung cát đan xen. Đa phần chịu tác động của xung thái tuế nên tinh thần bản mệnh luôn bất ổn, suy nghĩ tiêu cực kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên hay khí huyết kém lưu thông gây mệt mỏi, căng thẳng. Lại có thiên hư ảnh hưởng, nữ mạng sẽ mắc các bệnh về tiêu hóa, nam mạng thì suy nghĩ kỳ quái, hành sự thiếu kiểm soát, sẽ bị hỏa khí lấn át, tổn thương tỳ vị, tim phổi. Ngoài ra thái tuế gây họa khiến tài ương ập đến bất ngờ, bản mệnh cần thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại tính mạng. Đặc biệt bản mệnh nên sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, hóa giải vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Mùi suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Mùi trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Mùi trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong nửa đầu năm 2021, vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi không được lý tưởng do phạm vào cục diện tương xung. Ảnh hưởng lớn nhất nằm ở đường công danh sự nghiệp, công việc gặp nhiều khúc mắc sẽ bị cả điều kiện, chủ quan và cả khách quan tác động gây cản trở, họ thị phi dịnh dập khiến tình hình tài chính sụt giảm. Ngoài ra, hàng loạt áp lực ập đến khiến tình trạng sức khỏe cũng không được như ý, có thể ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân, cơ thể có dấu hiệu suy nhược. Thứ hai, Kỷ Mùi 1979. Các cô chú tuổi Kỷ Mùi trong nửa đầu năm 2021 đối mặt với xung thái tuế nên vận trình không được suôn sẻ.
Dù ít hay nhiều thì sẽ đụng phải những chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện hoặc tiến hành chệch hướng với mong muốn ban đầu. Trong thời gian này, cô chú Kỷ Mùi mưu sự khó thành sẽ lâm vào tình trạng bế tắc. Thực ra nguyên nhân chính cũng bởi sự tự tin thái quá và có phần độc đoán. Chỉ vì tự tin những gì mà cô chú nghĩ nên kế hoạch cứ mãi quẩn quanh, không có sự đột phá. Đồng thời sức khỏe trong năm cũng có dấu hiệu sụt giảm. Tân Mùi 1991. Sửu Mùi tương xung báo hiệu cho những anh chị tuổi Tân Mùi trong năm 2021 sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đây là tin không vui, nhưng anh chị chớ nên vì thế mà nản lòng, vận mệnh nằm trong tay. Anh chị vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm anh chị chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn, tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một chút trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Bên cạnh đó, tài lộc trong thời gian này cũng có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản, đồng thời có dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Quý Mùi sinh năm 2003. Các bạn Quý Mùi bước sang năm mới không được suôn sẻ, có những thời điểm tưởng chừng như mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi thì bỗng dưng xảy ra vấn đề nửa chừng khiến công sức đổ sông đổ biển. Trong những thời điểm bế tắc, các bạn sẽ nghe theo lời dụ dỗ mà làm chuyện xấu, gây tổn hại cho chính mình, nghiêm trọng còn tiền mất tật mang, mất lòng tin, trong lòng trưởng bối. Nhân duyên trong thời gian này cũng không như ý, có thể xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô. Hơn nữa tình hình sức khỏe thời gian này khá bất ổn, các bạn cần đề phòng bị thương do va chạm giao thông. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Mùi trong vận trình nửa đầu năm 2021. Tháng 1 âm lịch, người tuổi Mùi phải chịu nhiều tác động của cục diện xung thái tuế, song trong tháng âm lịch đầu tiên của năm mới, vận thế bản mệnh về cơ bản khá ổn định. Nổi bật nhất là phương diện tài chính, bản mệnh được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khá triển vọng. Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nắm bắt. Hơn nữa bản mệnh vốn là một người chăm chỉ và cần cù nên sức lao động của mình ắt hẳn sẽ được trả công xứng đáng. Hơn nữa phương diện sự nghiệp tiến triển cũng tương đối ổn định, bản mệnh nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo nên có thể được phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, có tác dụng khẳng định vị thế của mình. Tháng 2 âm lịch, tam hợp giúp sức giúp bản mệnh đạt được những kết quả khá tích cực trong công việc, các mối quan hệ xã giao thuận lợi khiến bản mệnh dù gặp phải vấn đề khó giải quyết cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bản mệnh nên giữ thái độ tích cực, lạc quan, sẵn sàng chấp nhận thử thách, chứ không nên tự tạo ra áp lực không cần thiết cho chính mình. Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, bản mệnh nên mở rộng lòng mình và cho người khác cơ hội được thể hiện sự quan tâm, yêu mến đối với mình. Tháng 3 âm lịch, người tuổi Mùi cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe khi bước chân vào tháng 3. Thời điểm giao mùa, bản mệnh nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ mắc các bệnh vặt nhưng kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng gián tiếp đến sự nghiệp và tiền bạc. Khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cũng nên cố gắng hết sức, tập trung vào nhiệm vụ cần thực hiện, như vậy mới mong đạt được thành quả như ý muốn. Tháng 4 âm lịch, tuổi Mùi cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bản mệnh nên xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp rèn luyện thân thể, tăng cường sức đề kháng. Sức khỏe tinh thần cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Bản mệnh không nên bắt mình phải làm việc căng thẳng hoặc suy nghĩ bi quan trong một khoảng thời gian quá dài. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên đến những khu vực nguy hiểm hoặc tham gia những trò chơi mạo hiểm để tránh những sự cố bất ngờ. Các phương diện khác của cuộc sống như sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm không có nhiều biến động. Tháng 5 âm lịch, tháng này bản mệnh cần phải quan tâm tới vấn đề kinh tế của bản thân và gia đình. Dưới sự ảnh hưởng của hung tinh kép tài, bản mệnh sẽ gặp tình cảnh phá tài, hao tài nếu đưa ra những quyết định quá mức vội vàng. Chuyện chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày cũng cần phải hạn chế và cân nhắc kỹ càng, nếu không bản mệnh dễ phải chịu áp lực do tiền không đủ tiêu. Sự phát triển tương đối thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp có thể giúp bản mệnh khắc phục nhiều khó khăn một cách nhanh chóng. Tháng 6 âm lịch, sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, nhờ thái độ tích cực và chủ động mà bản mệnh dần dần giải quyết được những khó khăn, khúc mắc từ trước đó. Tuy nhiên dưới tác động của cục diện xung thái tuế, bản mệnh sẽ phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, bản mệnh chỉ cần làm tốt việc của mình, bỏ ngoài tai những lời thị phi. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Mùi.
Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các thầy chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận giải tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về gia đạo, sức khỏe, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin, kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.